thân mến, chúng ta cùng đến với sân bóng đá của Vũng Tàu để theo dõi trận đấu chung kết của giải bóng đá thường niên sau mừng đại lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 của cảng Cái Mép. Trước mắt chúng ta sẽ là trận đấu giữa các thủ văn phòng cùng với câu lạc bộ ATG AS. Ở trong hiệp 1 này thì đội ATG AS với trang phục màu áo xanh sẫm sẽ là những người xuất hiện bên phía tay trái màn ảnh của các bạn, trong khi đó đội bóng văn phòng với áo xanh nhạt sẽ là người bảo vệ cầu môn bên phía tay phải. Và để tiến cho việc theo dõi, tôi xin được giới thiệu đội hình xuất phát của các đội bóng trong buổi chiều ngày hôm nay như sau. Về phía các thủ ATG AS với thủ thành má số 1 Nguyễn Văn Dương, các thủ số 9 Trần Văn Lực, số 5 Đặng Đình Cảnh, số 8 Trương Quang Diệu, số 14 Võ Huỳnh Biên Hòa, số 10 Đinh Văn Thành, số 7 Nguyễn Ngọc Tấn Thành và số 23 Đinh Văn Long. Trong khi đó các cầu thủ FC Văn Phòng với thủ thành má số 1 là Văn Phong, các cầu thủ má số 5 Trần Bình, số 12 Văn Nghĩa, số 17 Tuân Lê, số 6 Văn Vinh, số 10 Trọng Thi, số 11 Chí Đức và cầu thủ mang áo số 20 Tiến Duy. Và hiệp 1 vừa đã bắt đầu. Trước khi diễn ra trận đấu này thì đã có trận đấu tranh 3-4 giữa QCN Wap cùng với các thủ Chaximit với chiến thắng 4-2 đã thuộc về QCN Wap và tấm huy chương đồng đã thuộc về các chàng trai QC. Ở trong trận chung kết này thì chúng ta sẽ đi tìm ra nhà vô địch tại giải đấu của cảng Cái Mép năm nay. Trước khi bước vào trận chung kết này thì cả các ngân thủ ATG AS cùng với các văn phòng đã vượt qua nhiều những đối thủ mạnh để có thể bước vào trong trận đấu cuối cùng ngày hôm nay. Ở đây hứa hẹn sẽ là một trận cầu căng thẳng và mang lại nhiều những cái sự cảm xúc cho các quý vị khán giả. Quả đá phạt được dành cho ATG AS. Tài xác định lỗi cao chân của số 8 bên phía FC Văn Phòng. Người vừa phạm lỗi là cầu thủ ma số 8 Công Long. Pha dứt điểm thẳng đá không chính xác của Trương Quang Diệu. Văn Long cậu phản công cho các thủ FC Văn Phòng. Mr. Kỳ không được. Khá nguy hiểm. Quả ném biên cho ATG AS. Và bằng lên vừa rồi của Tấn Thành. Chắc chắn rằng Tấn Thành cũng sẽ là hạt nhân trong cái pha lên bóng của ATG AS. Sút xa. Quả đá từ xa thứ hai liên tiếp của Trương Quang Diệu. Hai pha dứt điểm đầu tiên của trận đấu đã đều thuộc về ATG AS và nó đều đến từ chân của cầu thủ số 8. Hòa nhỏ. Tiếp tục hòa nhỏ. Chuyển mất thua của hòa nhỏ. Không được. Mới vừa cắt bóng là cầu thủ ma số 10 Trọng Thi. Chính anh cũng đã là người không mang lại một đường truyền tốt hơn dành cho người đồng đội. Cầu thủ ma số 8 Công Long. Văn Thi cùng với Công Long đang là hai mũi giáp công của các thủ văn phòng ở trong trận đấu ngày hôm nay. Trương Quang Diệu. Văn Lực. Ném biên cho các thủ văn phòng.
Bình Cảnh. Quả nhỏ được chuyền dài có số 14. Đó là một pha cắt bóng rất tỉnh táo của Trần Văn Bình. Mr. Kỳ không được. Giỏi không? Giỏi lắm nữa. Ôi quá nữa. Hết mẹ đi coi gì nữa. Trận chung kết vẫn đang diễn ra với nhịp chơi khá chậm. Tính chất của trận đấu liên quan đến chức vô địch như thế này thì chắc chắn rằng cả hai đội bóng họ không muốn chơi một cách vô vập để có thể phải nhận lấy một cái kết quả không như ý của mình. Họ đang tiến những bước thực sự là rất chậm rãi trong con đường đến với chiếc cúp vàng của giải đấu hôm nay. Phần nào đó một chút lợi thế đang nghiêng về phía ATGIS với hai pha dứt điểm khá nguy hiểm của Trương Quang Diệu. Thì những pha dứt điểm đó của số 8 mới đang chỉ dừng lại ở mức độ nguy hiểm mà thôi. Sút xa, thêm một tình huống dứt điểm từ xa nữa của ATGIS. Người tung ra pha dứt điểm là cầu thủ má số lòng Đặng Đình Cảnh. Đình Cảnh cùng với Quang Diệu, hai cầu thủ phòng ngự của ATGIS. Nhưng khá bất ngờ khi cho đến thời điểm này cả hai pha dứt điểm của ATGIS nó đều đến từ chân của các thủ phòng ngự bên phía bóng này. Lê Tuần, Trọng Thi. Trọng Thi đã để mất bóng và cơ hội lên bóng cho ATGIS, buộc lòng phải có pha phạm lỗi của anh Kỳ. Và là pha từ giữa sân cho ATGIS. Hoa nhỏ. Cứ lòng không vào. Và xử lý bằng chân trái khá gọn của Hoa nhỏ. Tấn Thành. Trọng Thi. Khán giả trên sân Vũng Tàu đang rất mong vào một bàn thắng đầu tiên của cả ATGIS lẫn FC Văn Phòng ở trong trận chung kết của bóng đá CAF này. Vẫn đang diễn ra với nhịp chơi khá chậm và các khán giả đang cần phải đến những ly cà phê. Trương Quang Diệu. Tấn Thành. Cơ hội cho Tấn Thành. Rất đáng tiếc cho Tấn Thành. Chúng ta cần dành lời khen cho số 6 bên phía FC Văn Phòng. Phá cắt bóng rất hay của Trần Văn Vinh. Thì ông cắt bóng ngay trước mũi giày của Tấn Thành. Và sẽ là quả đá phạt góc cho ATGIS. Văn Long, Đặng Đình Cảnh, Văn Lực, Văn Long. Có phản công cho các đội FC Văn Phòng. Công Long, Lê Tuần. Quả tạt của Lê Tuần, đánh đầu không được. Chuyền khá tốt của Lê Tuần. Nó vẫn còn hơi cao hơn một chút so với tầm bật nhảy của Trọng Thi ở trong pha bóng vừa rồi. Và lên bóng nhanh khá đáng chú ý của các cầu thủ FC Văn Phòng. Đó,
Văn Long, Đặng Đình Cảnh. Tỷ lệ kiểm soát bóng của AGGIS vừa đang phần đầu đó là vượt trội hơn so với FC Văn Phòng, và số cơ hội mà họ có được cũng đang là nhiều hơn, nhưng đó đều là những cơ hội đến từ những phát dứt điểm từ ngoài khu cấm địa, chưa thể là những quả đá ở gần hơn với cầu môn của thủ thành Văn Phòng. Chắc chắn rằng những pha sút xa thì tỷ lệ thành công của nó sẽ thấp hơn so với những cơ hội mà các cầu thủ có thể đối mặt với cầu môn của đối phương. Hòa nhỏ được truyền đánh đầu, chặt bóng khá tốt của Hòa nhỏ. Ném biên cho các thủ FC Văn Phòng. Thêm chút nữa thì Hòa nhỏ đã có được một cơ hội để thoát đi sau một tình huống chủ động phán đoán và lấy bóng sau pha phát bóng lên của Văn Phòng. Văn Long áp sát rất nhanh, bóng đã thuộc tầm kiểm soát của FC Văn Phòng. Mr. Kỳ rất chính xác. Văn Vinh, Lê Tuân không được. Pha xử lý của cầu thủ vừa mới được thu vào sân bên phía FC Văn Phòng, đó là pha xử lý của Nguyễn Tiến Duy. Hoa nhỏ, qua người rất hay của Hoa nhỏ, vẫn là Hoa nhỏ không được, chuyền cho cầu thủ mang áo số 8 Trương Quang Diệu thì đã quá mạnh. Trọng Thi, Đặng Đình Cảnh, Hoa nhỏ không được. Còn quá sớm để nói về việc hai đội bóng phải giải quyết thắng thua trên loạt sút luân lưu. Nếu như cứ chơi với cách chơi như thế này thì cái điều đó cũng sẽ là một viễn cảnh không xa nữa. Ba đội bóng đang chơi thực sự là rất chặt chẽ và không có nhiều khoảng trống cho các thủ đội bên có thể khai thác. Trương Quang Diệu, Hòa nhỏ cơ hội không vào. Và sự điểm kỹ thuật của Hòa nhỏ đó, một pha bóng mà thủ thành Văn Phòng đã chơi bóng rất tập trung. Văn Long, quả người rất hay của Văn Long, nhịp cuối để bóng hơi dài, vẫn Văn Long. Hòa nhỏ, cú sút dứt điểm của Hòa nhỏ. Cầu thủ này cũng đang thi đấu rất đang nổ nơi vị trí hay là cánh phải của AGGIS với nhiều những tình huống khoan phá. Ngày hôm nay sẽ là một ngày làm việc vất vả với số 9 Anh Kỳ. Anh đang phải đối mặt với một tiền đạo trẻ trung và có sự nhanh nhẹn về phía AGGIS. Trọng Thi, Trọng Thi rất hợp lý. Lê Tuân, Lê Tuân chậm nhịp mất rồi. Tính bất ngờ đã trôi qua trong pha lấy bóng vừa rồi của FC Văn Phòng, và đây là cơ phản công cho AGGIS. Hòa nhỏ có khoảng trống và chân trái không vào, vẫn còn, vẫn không có bàn thắng cho AGGIS. Pha lên bóng nhanh chớp nhoáng của đội bóng áo màu xanh sẫm. Hòa nhỏ có một cú sút rất tốt từ khu vực ngoài cấm địa, nhưng thủ thành Trần Văn Phòng của FC Văn Phòng đã thêm một lần nữa khước từ đi những bàn thắng của AGGIS bằng một pha bay người cũng thua đầy đè mắt. Trọng Thi, Nguyễn Tiến Duy không được. Hòa nhỏ, một quả đá xa nữa của Hòa nhỏ.
thì quả bóng đã đi vào xà ngang. Sự thay đổi người của các cầu thủ FC Văn Phòng. Người vừa được tung vào sân là cầu thủ mang áo số 12. Đó là sự xuất hiện của Nguyễn Văn Nghĩa. Trương Quang Diệu. Chuyền dài của Quang Diệu. Hoa Nhỏ đánh đâu? Không được. Vẫn còn. Hoa Nhỏ. Cơ cho số 14. Không vào. Tuyệt vời Trần Văn Phong. Người anh hiện của FC Văn Phòng đã ít nhất 3 lần cứu đi những bàn thua trông thấy đến với cầu môn của các thủ Văn Phòng. Tiếp tục là một tình huống bay người nhanh hơn điện nữa của Trần Văn Phong. Và cả hai lần thì anh đều là người ngăn cản những pha dứt điểm rất khó của Hòa Nhỏ. Cú đá vào sát cột. Cơ hội phản công cho FC Văn Phòng. Tiến Duy. Tiến Duy không được. Xả chân rất dài của Tiến Duy. Nhưng đó là một pha cắt bóng đầy kinh nghiệm của Trương Quang Diệu. Trương Quang Diệu. Hòa Nhỏ. Văn Long. Trương Quang Diệu. Hòa Nhỏ. Sút xa vào. 1-0 cho TGIS. Ở lần thứ 3 tung ra pha dứt điểm về phía cầu môn của Trần Văn Phòng thì cầu thủ tấn công mã số 14 của TGIS đã thành công. Đây thì quả bóng bay quá khó rồi, lực đi quá tốt. Quả bóng đã găm thẳng vào góc lưới cầu môn của Trần Văn Phòng. Xuất sắc nhưng Văn Phòng cũng không thể làm gì ở trong một cái pha dứt điểm khó như vậy. 1-0 cho TGIS ở trong trận chung kết của giải bóng đá thường niên. Chào mừng đại lễ 30/4 tháng 5 của cảng Cái Mép. Số 11 Mai Chí Đức cũng là người vừa được tung vào sân của các thủ FC Văn Phòng. Một cơ hội nữa cho TGIS. Đá của Tấn Thanh. Tiến Duy không được. Ngày này Tiến Duy cũng chính là niềm hy vọng sáng nhất trên hàng công của FC Văn Phòng. Cho đến thời điểm này thì Tiến Duy vẫn chưa thể để lại những dấu ấn của mình ở trong những phút xuất hiện trên sân. Hòa Nhỏ. Không có tình huống phạm lỗi. Trương Quang Diệu. Văn Long. Trọng tài xác định đó là quả ném biên cho TGIS. Trần Văn Lực. Văn Lực. Mai Chí Đức. Được chuyển chọc khe quá mạnh. Trương Quang Diệu. Xẻ lách rất hay của Trương Quang Diệu. Vẫn còn hơi mạnh. Trong pha bóng mà Đinh Văn Lòng đã di chuyển vừa rồi. Anh Kỳ. Số 4 của các thủ TGIS đó là Văn Ngọc vừa mới tung vào sân. Đang là một trong hai cầu thủ phòng ngự của TGIS ở trận đấu ngày hôm nay. Mai Chí Đức. Mai Chí Đức. Tình huống khá xông xáo của Mai Chí Đức. Khi chạm mặt với Trương Quang Diệu thì anh đã buộc phải dừng lại mà thôi. Số 8 của TGIS đang thi đấu rất hay. Chỉ đạo hàng phòng ngự của mình một cách thực sự là rất kín kẽ.
Minh Nghĩa. Minh Nghĩa đã không vượt qua được Văn Vinh. Văn Vinh thêm quả ném biên nữa cho TGIS. Tiến Duy, Nguyễn Tiến Duy, vẫn là những pha xử lý của số 20. Mai Chí Đức, Mai Chí Đức không có khoảng trống cho Mai Chí Đức cùng những người đồng đội ở trong khoảng không gian vừa rồi. Phạm Hồng Sơn cắt bóng rất tốt của anh Kỳ. Cơ hội cho ATCIS không được. Những đoạt bóng và phát triển tấn công của Tấn Thành. Văn Long không kịp, rất khó cho Hoa Nhỏ có thể theo kịp được đường truyền vừa rồi của người đồng đội. Văn Vinh, anh Kỳ, Hoa Nhỏ, cậu khá tốt cho TGIS. Hoa Nhỏ không vào. Quả dứt điểm kỹ thuật của Tấn Thành sẽ là quả đá phạt góc cho TGIS. Vẫn đang là một sức tấn công thực sự là rất mãnh liệt của TGIS. Chắc chắn rằng ở trong trận đấu này thì thể lực của TGIS sẽ là điều mà đội bóng được đánh giá cao hơn. Thì mà các cầu thủ này phần đông đến từ những anh em rigger cũng như những anh em lái cầu. Họ thường xuyên phải làm việc ở ngoài công trường. Chính vì đó cái nền tảng thể lực của họ cũng sẽ được tôi luyện nhiều hơn là so với những anh em ngồi office. Tấn Thành, Nguyễn Tiến Duy sút xa không vào. Quả cận chân rất tốt của Nguyễn Tiến Duy. Hai không không. Phạm Hồng Sơn, Hoa Nhỏ không có gì là nguy hiểm. Mai Chí Đức, anh Kỳ, Trần Văn Bình sút ra. Và xử lý hơi vội của cầu thủ Ma số 5. Hoa Nhỏ, rất hợp lý. Quang Diệu, Trần Văn Bình, đang là một thế trận phòng ngự của các cầu thủ FC Văn Phòng. Nhưng đó dường như là những tình huống phòng ngự thụ động của các thủ bên phía bóng này. Họ chưa có được những sự chủ động trong những pha phá bóng của mình. Với những đội bóng chơi phòng ngự chủ động thì những pha phá bóng của họ luôn có được sự tính toán, tính toán điểm đến của những tình huống phá bóng lên. Cho đến thời điểm này của trận đấu thì các đội FC Văn Phòng họ chưa có được điều đó. Đích đến ở trong mỗi pha phất bóng cũng như phá bóng của FC Văn Phòng thường vẫn chưa tìm ra được địa chỉ. Trường Quang Diệu, Đặng Đình Cảnh. Đình Cảnh sau những phút nghỉ lấy sức thì anh đã quay trở lại sân rồi. Tiến Duy, Mai Chí Đức, Mai Chí Đức, Tiến Duy cơ hội không vào. Pha xử lý rất cơ bản của Nguyễn Tiến Duy. Nhịp không chế bóng bằng chân trái, mở trọng tâm và cú đặt lòng về phía góc xa.
thì chúng ta cần dành lời khen cho thủ thành Văn Dương của ATGIS. Văn Dương cũng đang cho thấy mình tài năng không kém Trần Văn Phong. Tình huống cấu thua rất tuyệt vời, cũng đổ người rất nhanh. Và tỷ số vẫn đang là 1-0, tạm nghiêng về phía ATGIS trong trận đấu chung kết của bóng đá thường niên. Chào mừng 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 của cả các em. Bàn thắng duy nhất được ghi cho đến thời điểm hiện tại, nhiều pha lập công của cầu thủ mang áo số 14 bên phía ATGIS, đó là Hoa Nhỏ. Một quả đá từ xa rất đẹp mắt. Như vậy là hiệp 1 trận chung kết giữa ATGIS cùng với FC Văn Phong đã khép lại. Chúng ta sẽ cùng nghỉ giải lao ít phút trước khi trở lại với hiệp 2 của trận đấu này. Touch of yours is what I've been looking for. Will you say my name? I just wanna feel you more. I tried to read your book, but it's too complicated. thaovip.com.vn, thế giới bóng đá.net, giải bóng đá chính hãng dành cho bạn.
what I've been looking for. Will you say my name? I just wanna feel you more. Các bạn khán giả thân mến, chúng ta cùng trở lại với sân bóng đá Phường Vũng Tàu để tiếp tục theo dõi hiệp 2 trận chung kết giải bóng đá thường niên chào mừng đại lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 của cảng Cái Mép giữa các cầu thủ FC Văn Phòng cùng với câu lạc bộ ATGIS. Kết thúc hiệp 1 thì tỷ số đang tạm thời là 1-0 nghiêng về phía các thủ ATGIS với pha lập công của cầu thủ mã số 14 Hoa Nhỏ. Ở trong hiệp 2 này thì ATGIS sẽ là những người bảo vệ cầu môn bên phía tay phải, và sân bên trái sẽ thuộc về các cầu thủ FC Văn Phòng. Hiệp 1 là một hiệp đấu mà sự chủ động hơn trong lối chơi đã thuộc về ATGIS, và một bàn thắng phần nào đó là hơi ít so với những cơ hội mà ATGIS đã tạo ra. Hiểu rằng trong hiệp thi đấu thứ hai này thì ATGIS họ có thể tiếp tục áp đặt được thế trận, cùng với đó là có thể ghi thêm được những bàn thắng hay không, hay các thủ FC Văn Phòng họ sẽ tìm ra được đấu pháp để có thể có được bàn thắng gỡ hòa ở trong hiệp đấu này. Hoa Nhỏ, Đinh Văn Long, vẫn Đinh Văn Long. Văn Long đã không thể vượt qua được Văn Vinh, nhưng vẫn sẽ là một tình huống được hưởng quả ném biên của ATGIS. Đinh Văn Long. Buổi chiều ngày hôm nay thì tại sân Phường Vũng Tàu đang là một tiết trời thì có thể nói là không thể đẹp hơn. Trời nhiều mây, không có mưa, gió nhẹ. Điều kiện thực sự là vô cùng lý tưởng cho các thủ có thể thi đấu và mang lại nhiều những pha bóng đẹp cho các khán giả. Với một điều kiện thời tiết như thế này thì anh em đá bóng xong rồi ra làm vài cốc bia thì hết bài. Tiến Duy. Tiến Duy ở trong hiệp 1 cũng đã có được một cơ hội đối mặt với thủ thành của ATGIS trong một pha bóng mà anh đã xử lý có thể nói là rất gọn gàng. Nhưng thủ thành Nguyễn Văn Dương của ATGIS đã cướp từ đi cơ hội nguy hiểm đó của Nguyễn Tiến Duy. Tấn Thành. Nguyễn Tiến Duy, Trương Quang Diệu. Quang Diệu cùng với Đinh Cảnh đã tạo ra được một đôi phòng ngự thực sự là rất chắc chắn của ATGIS ở trong hiệp thứ nhất. Đặc biệt là Trương Quang Diệu, cơ hội cho ATGIS. Phát bóng lên ở trong pha tranh chấp mà giữa Hồng Sơn cùng với Trần Văn Bình. Trọng Thi, Lê Tuân, Trương Quang Diệu, là những pha xử lý rất chắc chắn của Trương Quang Diệu. Đinh Văn Long không được, không được đưa bóng vào trong, bất thành của Hồng Sơn. Trương Quang Diệu. Tấn Thành. Trương Quang Diệu. Quang Diệu.
Hòa nhỏ. Nguyễn Tiến Duy che chấp rất hay. Tuyến Duy, Tiến Duy cơ hội. Rất đáng tiếc. Hòa nhỏ cũng đã rất nhanh để kịp thời lùi về để sửa sai trong pha bóng vừa rồi. Hòa nhỏ. Tạo đình cảnh. Trương Quang Diệu. Hòa nhỏ. Khá thoáng. Đinh Văn Long. Đặng Đình Cảnh. Khá tốt, Hồng Sơn. Đinh Văn Long. Đinh Văn Long không vượt qua được Văn Bình. Bà nhỏ đi con gái, bà nhỏ đi. Con ơi. Bà nhỏ. Đinh Văn Long. Sút xa. Tấn Thành. Tiếp tục là cầu thủ mang số 7. Tiến Duy chạy chấp rất tốt của số 20. Sau đó thì Tiến Duy đã để mất bóng một cách khá đáng tiếc. Trương Quang Diệu. Đinh Văn Long. Trương Quang Diệu. Văn Vinh. Văn Vinh. Trọng Thi. Trọng Thi sút xa. Đã là không thể làm khó được thủ thành Nguyễn Văn Dương. Đặng Đình Cảnh. Quang Diệu. Thế trận vẫn đang có thể nói là rất có lợi được dành cho ATGIS. Họ đã dẫn trước 1-3. Kiểm soát bóng gần như là tuyệt đối ở trong hiệp thứ 2 này. Lê Tuân. Đặng Đình Cảnh cũng sút từ rất xa của Đình Cảnh. Văn Vinh. Khá tốt. Anh Kỳ. Trọng Thi. Cần nhiều hơn quân số trong những pha lên bóng của FC Văn Phòng. Không vào. Đã khá bất ngờ ngay góc gần của Trọng Thi. Thủ thành Nguyễn Văn Dương qua TGS đã không có phản xạ trong pha bóng vừa rồi, nhưng thật may cho anh, trái bóng đã không đi vào khuôn khổ cầu môn của thủ môn này. Trần Văn Bình. Họ đã góc cho TGIS. Hoa nhỏ. Đinh Văn Long. Hoa nhỏ. Quá tan, hơi sâu. Tấn Thành. Trọng Thi.
đang bị dẫn trước 1-0 ở trong trận chung kết này, nhưng đội hình của các đội văn phòng vẫn chưa thể dâng cao. Nhưng mà các cầu chơi bên phía TGIS họ vẫn đang di chuyển một cách khá hợp lý, khiến cho FC Văn Phòng muốn dâng cao cũng không được. Hoa nhỏ, không kịp. Trọng Thi, hoa nhỏ, không được, pha hợp không thành công của hoa nhỏ cùng với Trần Văn Lực và đánh vỗ mặt của ATGIS. Nhưng vẫn còn đó là một quả đá phạt góc được dành cho ATGIS ở trong tình huống này. Hoa nhỏ, Đinh Văn Long, hoa nhỏ, chân trái, đá từ ngoài khu vực cấm địa của người vừa đời mới được tung vào sân bên phía ATGIS. Đó là pha dứt điểm của số 3 Nguyễn Thanh Tùng. Văn Vinh mất bóng rất nguy hiểm, Tấn Thanh. Rất may cho Văn Vinh, người đồng đội của anh, cầu thủ mang áo số 12 Văn Nghĩa đã kịp thời sửa sai cho Văn Vinh ở tình huống này. Bóng mất bóng vừa rồi. Lê Tuân, Mai Trí Đức, khá tốt. Anh Kỳ, Lê Tuân, anh Kỳ, tiếp tục là Lê Tuân, rất chính xác. Văn Nghĩa có đưa bóng vào trong, không có gì là nguy hiểm của Văn Nghĩa. Hoa nhỏ, Trần Văn Bình, và trận chấp giết quyết liệt của Trí Đức cùng với cao thủ của ATGIS. Văn Bình, Trương Quang Diệu, Tấn Thành vẫn kịp. Tấn Thành vẫn là cầu thủ mang số 7 ném biên cho các cầu thủ Văn Phòng. Anh Kỳ, Lê Tuân, gọi là Lê Tuân, Văn Nghĩa, Văn Vinh, khá tốt. Văn Nghĩa quả tạt vào trong, không thể vượt qua được Trương Quang Diệu. Đinh Văn Long, Đinh Văn Long, đó là những pha xử lý của Văn Long rất hay. Đấy, vẻ như Văn Long đã không còn đủ thế lực để có thể theo được pha bóng vừa rồi. Pha hợp rất nhanh giữa Văn Long cùng với Trần Văn Lực.
Trường Hoàng Diệu. Bóng xử lý rất là kinh nghiệm của Quang Diệu. Tấn Thành. Lê Tuân. Và xử lý tốt của Lê Tuân. Cậu lên bóng cho FC Văn Phòng. Lê Tuân. Chuyển quá vội vàng của Lê Tuân. Thanh Tùng, Hoa Nhỏ. Và đi bóng rất lắt léo của Hoa Nhỏ. Hoa Nhỏ sút ra, đã thiếu chính xác của Hoa Nhỏ. Trong hiệp 1 thì Hoa Nhỏ cũng đã có được một pha lập công rất đẹp mắt bằng một pha dứt điểm chân trái từ xa, và đó cũng chính là bàn thắng duy nhất cho đến thời điểm này được ghi ở trong trận chung kết này. Anh Kỳ, Văn Vinh, không được, ý đồ là một tình huống xẻ nách, nhưng có đường truyền không tốt của Văn Vinh. SEA Games bao giờ đá nhỉ? Việt Nam đá luôn không? Trương Quang Diệu. Bình Nghĩa bật bóng nguy hiểm, Mai Chí Đức không được. Rất gọn gàng và xử lý gọn gàng của thủ thành Văn Dương. Tấn Thành. Bình Nghĩa. Trương Quang Diệu. Văn Lực. Biên cho FC Văn Phòng. Anh Kỳ. Mã Chí Đức quá tan. Khá nguy hiểm. Văn Vinh. Mà Chí Đức. Tiếp tục là Chí Đức. Công Long. Anh Kỳ. Phút cuối của hiệp 2 này thì đang là sự chủ động hơn trong cách chơi của FC Văn Phòng. Thiếu chút nữa là một pha lập công siêu phẩm của lão tướng Anh Kỳ. Đá bằng chân trái từ rất xa của cầu thủ số 9. Có vẻ như vào thời điểm này thì các thủ FC Văn Phòng mới chọn để bung sức. Họ đã giữ nhịp mà giữ sức xuyên suốt của hiệp thứ 2 này. Và đang nửa sau của hiệp 2 thì có vẻ như FC Văn Phòng sẽ chơi tất tay trong phần còn lại của trận đấu. Ngoài thì họ đang bị dẫn trước với tỷ số là 1-0. Quang Diệu. Công Long. Văn Vinh. Tiến Duy không được. Tiến Duy vừa mới được tung vào sân. Trong những phút xuất hiện trên sân trước đó thì Tiến Duy cũng đã để lại một vài dấu ấn bằng những pha dứt điểm và những pha đi bóng khá tốt. Phút cuối của hiệp 2 này thì chắc chắn là Tiến Duy sẽ là niềm hy vọng lớn nhất ở trên hàng công của FC Văn Phòng.
Trương Quang Diệu, Hồ Minh Nghĩa. Bóng vẫn trong cuộc, Hồ Minh Nghĩa. Cơ hội cho ATGAS. Văn Lực 2-0 cho ATGAS. Bàn thắng vừa rồi của Văn Lực nhiều khả năng sẽ là đòn kết liễu với FC Văn Phòng ở trong trận đấu ngày hôm nay, khi mà chúng ta đang vừa đó được chứng kiến sự vùng lên của FC Văn Phòng nhưng họ chưa thể có được bàn gỡ. Thì vừa rồi Văn Lực đã có một pha bóng xuất hiện trong khu vực cấm địa, hạ gục được thủ thành Văn Phòng và mang về bàn thắng nhiệt độ cách biệt cho ATGAS. Có lẽ rằng không có cơ hội sẽ là không còn với các thủ FC Văn Phòng. Này, chúng ta có thể khẳng định các thủ ATGAS đã chạm được 9 đầu ngón tay vào chiếc cúp vô địch của giải đấu năm nay rồi. Văn Vinh, Lê Tuân, Anh Kỳ, chân trái của Anh Kỳ, đá vào xả của Anh Kỳ. Trương Quang Diệu, Hòa Nhỏ thoát đi rất nhanh, Hòa Nhỏ. Đá góc cho ATGAS. Hòa Nhỏ, Tiến Duy, Lê Tuân, Anh Kỳ. Nguyễn Tiến Duy, Tiến Duy ném biên cho các thủ Văn Phòng. Tiến Duy, đúng xử lý rất quái của Tiến Duy. Vẫn số 20 Tiến Duy phạm lỗi rồi. Quả đá phạt sát với đáy biên phải được dành cho các thủ FC Văn Phòng. Quả đá này sẽ được thực hiện bởi Anh Kỳ. Cậu trong phút cuối trận dành cho FC Văn Phòng không vào. Phá dứt điểm bằng vai của Trần Văn Bình. Đó không thể trở thành bàn thắng đầu tiên của FC Văn Phòng ở trong trận chung kết này. Tỷ số vẫn đang là 2-0 nghiêng về phía ATGAS. Công Long, Anh Kỳ, Văn Vinh. Văn Vinh không có gì là nguy hiểm, sẽ chỉ là quả ném biên cho các thủ Văn Phòng mà thôi. Văn Vinh sút ra, bóng đi ra ngoài sau pha dứt điểm của Văn Vinh. Oh,
Đinh Văn Long được chuyền dài của Đinh Văn Long, cơ hội tốt dành cho Hoa Nhỏ, không được. Văn Vinh rất quyết liệt. Văn Vinh Văn Vinh cậu lên bóng cho ATGIS, cú sút không vào. Như vậy tiếng còi kết thúc trận chung kết giải bóng đá thường niên mừng đại lễ 30/4/1 của cả cái mép đã khép lại với chiến thắng 2-0 được dành cho ATGS, và họ cũng sẽ chính là những nhà vô địch của giải đấu năm 2022 này. Vị trí á quân đã thuộc về câu lạc bộ FC Văn Phòng. Xin chúc mừng